chào quý vị có mặt ngày hôm nay. Hello Maria. I would like to play a song talking about three areas in our country: the North, Middle, and the South. Vậy đây là một bản nhạc nói về ba miền đất nước của mình: miền Bắc, miền Trung và miền Nam.